Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa màn hình desktop để trông nó có thể ngầu lòi như thế này. Bước số 1, các bạn hãy tải cái hình ảnh này từ đường link ở trong phần mô tả. Ok. Bước tiếp theo này, sau khi đã tải xong rồi nhá. Nhấp chuột phải này, nhấp chuột phải. Vào phần personalize. Kích chọn phần background là picture. Sau đó sẽ ấn vào cái chữ browse này để nó có phần choose a picture này, chọn chọn bức tranh thì các bạn chọn thôi, desktop này đấy, mình sẽ chọn cái hình này này và điều chỉnh cho nó fill là nó điền đầy, fit là vừa với cả màn hình, span là mình không rõ lắm, center ở giữa, span là kéo giãn, thì để fill là nó điền cho nó đầy cái màn hình vào. Ok, và thế là xong rồi, chúng ta sẽ có được như này. Sau khi đã làm được như này, chúng ta sẽ chỉnh kích chuột phải này vào phần view để icon ở cái mức độ vừa, tức là medium icon, nhấp vào một cái. Bước tiếp theo ấn chuột phải, vẫn là chuột phải này, tiếp tục vào phần view, kích chọn show desktop icon và còn lại là sẽ không tích, được chưa? Auto arrange icon này có nghĩa là tự động kiểu sắp xếp những cái icon của bạn. Bình thường thì nó sẽ có thành một hàng một cột như thế này này, thẳng như này đúng không? Bỏ cái này ra thì nó sẽ không có. Còn align icon to grid tức là để cái icon của bạn ở trong cái đường lưới. Đây mình sẽ tích thử. Những cái này thì nó sẽ bị giới hạn và không thể chỉnh được, nên nó sẽ rất là xấu. Đó. Nên sẽ không chọn đó, vào view này, chuột phải vào view. Bỏ cái align icon to grid này đi. Tức là không hiệu chỉnh vào trong cái đường lưới. Bỏ ra. Và chỉnh cái máy tính, cái thùng rác và mọi thứ của bạn. Đến phần này thì là do sự sáng tạo của bạn thôi. Cảm ơn bạn đã xem video. Chúc bạn sẽ có được cái hình nền mà mình mong muốn.